Chiều nay, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác quý 3 và triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2022. Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lưu Nguyễn Minh Triết và lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy cùng chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng. Theo đánh giá, quý 3, ngành tổ chức xây dựng đảng đã chủ động tham mưu, cụ thể hóa triển khai các nghị quyết, chỉ thị kết luận của Trung ương đảm bảo hiệu quả. Toàn ngành đã cơ bản hoàn thành 16 trên 19 đề án theo chương trình năm 2022, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026, cũng như xây dựng quy hoạch cho nhiệm kỳ 2025-2030 và 2026-2031. Theo dõi, đôn đốc hướng dẫn tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025, chú trọng thực hiện công tác kiểm tra giám sát, kịp thời tổ chức quán triệt thông tin các văn bản mới ban hành, tạo sự đồng bộ thống nhất trong thực hiện, góp phần đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Trong quý tư, ngành tổ chức xây dựng đảng tập trung hoàn thành chương trình công tác năm 2022, đảm bảo tiến độ, chất lượng, tham mưu thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ và các vấn đề về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối làm việc gắn với cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.